hello, xin chào các bạn. chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình năm trong hai à, Ngày hôm nay sàn Bitmart đó các bạn, thì nó đã đây cái sàn giao dịch này này các bạn. đây sàn này này Bitget các bạn, thì nó đã ra một cái chương trình là hợp tác với đào và nó cho mình stacking đó là ba trăm phần trăm nha. Thì để stacking đây được thì các bạn đăng ký cũng như KYC, thì KYC xong thì họ mới cho nha các bạn thì các bạn có thể KYC sau đó là đây là cái um, để stacking thì các bạn gửi co vào đây hoặc là các bạn có thể là mua co trên sàn. Thì um, đây các bạn uh, bấm vào cái ví tiền của mình nha. Đây nè, các chọn tài sản nè, các bạn chọn support. rồi các bạn chọn co. Thì con co này là mình vừa mới gửi tới các bạn, mình vừa mới gửi. Các bạn có thể mua trên sàn đó. Rồi, các bạn xem cái phần ơn này các bạn thì các bạn sẽ thấy là nó cho mình cái API là 300 từ đây các bạn có thể là gửi cái tiền của mình để nhận được cái lãi suất là 300 phần trăm một năm nghe có nghĩa là gần một phần trăm một ngày các bạn đó thì à, các bạn coi là đây là cái gọi lãi suất linh hoạt các bạn uhm, giới hạn đăng ký là một 000 co ba uh, 30 phần trăm nó giảm rồi các bạn tôi để mình coi thử nó chỉ còn chỉ còn có 30 phần trăm ở đây các bạn rồi à, tối đa là à, 100 co thì các bạn sẽ được 300 phần trăm à, và đây ngày đăng ký 20 tháng 4 thì ngày phân phối lại là 22 các bạn rồi mình có thể là à, bấm đăng ký vào đây mình đang có 100 nè mình đăng ký à, đồng ý thỏa thuận nha tôi đã đọc và đồng ý các bạn bấm vào đây các bạn bấm đăng ký rồi vậy là các bạn đã đăng ký được cái lãi suất là ba trăm phần trăm các bạn và à, cái này thì các bạn có thể là là đăng ký thêm đăng ký thêm tối đa là được tới một uh, đây mình hạn ngạch còn 100 này các bạn thì uh, ví dụ như mình muốn nạp thêm để mình phân phối thì mình bấm vào cái lệnh nạp rồi mình chọn cái đồng co đó đây đó thì từ cái đồng co này à, các bạn có thể là là là, là nạp vào à, nha đây đây là cái địa chỉ các bạn có thể à, sao chép để các bạn nạp à, hoặc là các bạn có thể là chuyển tiền vào đây để các bạn mua mua co sau đó các bạn có thể là là um, start ở đây đó thì hiện tại thì À tiền của mình nó cũng nằm lung tung hết, thành ra mình chỉ làm một cái video nhỏ để các bạn biết được về cái lãi suất của nó thôi nha các bạn. Rồi, à, và ngày 20 thì tới ngày tới ngày 22 luôn mới nhận được tiền nha các bạn, có nghĩa là là nó 48 tiếng nữa. chứ không phải là nó chỉ có à, 24 tiếng đâu. Rồi. À cái chương trình này các bạn là nó do từ các bạn xem cái phần Twitter của họ nha. Đây nào của Codao á Mình sẽ search cái Codao cho các bạn xem là Họ có một cái hợp tác Đây Hợp tác 200 triệu đô các bạn Đây đây Các bạn xem nè à, Cách đây một ngày thì Codao họ đã kim một cái à, Đây Một cái bài hợp tác hệ sinh thái cốt lõi trị à, giá 20 triệu đô la Sẽ thúc đẩy tương lai của các dự án trên Co Xin cảm ơn mệt và Bitget vì những nỗ lực hợp tác và niềm tin thực sự và tầm nhìn đó thì khi họ đã có cái à, hợp tác này thành ra là cái đồng Bitget cái sàn Bitget này này các bạn họ mới muốn thu hút cái à, nguồn tiền thành ra họ đã đưa ra cái chương trình là à, các bạn có thể là kinh ở đây ba trăm phần trăm nhưng mà mình nghĩ rằng nó cũng sẽ một vài ngày thôi các bạn chứ cũng không có có nhiều đâu thành ra là À, một vài ngày này nếu như bạn nào là có sẵn đồng co mà chưa có làm gì thì có thể start để kiếm lãi nha đó à, còn à, à, những bạn nào á mà 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 không không quan tâm cái này thì mình nghĩ chắc cũng nhanh thôi các bạn nó nó cũng ít rồi nó có 200 co rồi các bạn chứ còn không có được vài ngàn co hoặc còn vài triệu co thành ra là là chỉ những tài khoản nhỏ nhỏ thôi thì một ngày thì nó được gần một phần trăm, trăm, trăm co thì được gần co nha các bạn. Rồi, mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn nha.